Diệu hoa mong quá chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, đừng thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn, tinh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình, ví như mưa đồng hạ, khiến ngàn cây đâm chồng. Vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiền thiết pháp vô thượng. Do vậy chính đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Phóng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ Yani ta phu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa be wa phu ta su ma na pa wan tu a phu bi sa ka chang tu nan tu pa si tang ta ma hi phu ta ni sa me ta sa be me tang ka ro ta ma no ya pa cha ya ni wa cha ra to cha ranti ye pa ling tat ma hi ne rakata pa ma ta yang kin chi vi tang vi ta wa hu rang wa sang ge su wa yang rata pa ni tang na no ta ti ta ha gate na i dang vi bu se rata nang pa ni tang khai te na sa che na su wa ti ho tu kha yang vi ra gang nam tang pa ni tang ya da cha ga sa ya mu ni sa ma hi to na te tham me na sa ma ti kin chi đang vi tham me ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu yang bu ta se tho ba ri wan na di su chin sa ma ti ma nang ta ri ka nya ma hu sa ma ti na te na sa mo na we cha ti đang vi tham me ra ta nang pa ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ye bung ga la a ta sa tang ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te da ti nay ya su ga ta sa sa wa ka e te su din na ni ha pha la ni đang bị sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ye sum ba yu ta ma na sa da an he na ni ka mi no go ta ma sa sa năng hi te ba ti ba Amatang vi hay ga la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa je na su wa
Ti ho tu ya tin đa khi lo ba ta vinh si to si ya cha to phi wa te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa ke na su wa ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hòa danh tỳ gấm phi gặp banh nhê na su đê si ta ni kinh cha bị tê hon tỳ phù sa ba ma ta na tê pha văn a tha ma ma ni danh tỳ đăng bị sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn tỳ sa ca ya đê ti vi chi ki tăng cha si la pha tăng wa bi ya da ti kinh chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa bo ca tung ni đam vi sang ke ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căng ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wu ta i đăng vi sang ke ra ta năng ni tăng ê na sa chê na su wa ti ho tu wa na pa gum bê ya ta pu si tăng ghê ghim ha na ma se pa tam ma min ghim ê ta thu ba mang tham ba wa răng a đê sa di ni ba na ga min ba ra mang hi ta ya y đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng vi bồ tề ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta chê ta ya ti kê pa wa min tê ki na bi cha vi ru nha ni ban te thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang khe ra ta năng ba di tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta ta ga tăng de wa ma nu sa bu chi tăng sang căn na ma sa ma su wa ti ho tu chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong cởi lòng hoan hỷ thành kinh nghe lời này rồi với tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hướng phước lành đến chư thiên những vật quý trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sánh bằng được với Như Lai thiện thể do vậy chính Đức Phật là châu bao thù diệu một với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc pháp bân tử tối thượng ly dục diệt phiền não phần thân ca mâu ni chim pháp ấy trong thiền không gì sánh bằng được pháp thiền vi diệu ấy do vậy chính chân pháp là châu báu thù
diệu và mong với châm ngôn này tu thành muôn hạnh phúc con đường thanh lọc tâm là tu tâm thiền định chứng hiện tại lạc chú đức thằng ngợi khen không gì so sánh được do vậy chính chánh pháp là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc thanh tam vì bốn đôi là những bậc ân cung đệ tử đấng thiền thệ được y giả tam tang cung dường đến các ngài hưởng vô lượng công đức do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng tu hành tiểu dục quy y tri kiên trì khéo chân chánh phụng hành lời dạy đức điều ngữ chứng đạt quả giải thoát thể nhập đạo bất tử lạc chu quả tịnh tịnh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc như cột trụ đa kheo chôn chằng xuống đất dầu bốn hương cuộn phong cũng không thể lay động ta coi bậc chân nhân liễu ngộ tư thanh đê cũng từ tài bất động trước tam pháp thế gian do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê được đứng gô ta ma kheo thiên nhãn tường tận các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhờ chứng đạt chánh tri đoạn trừ ba kiến sự thân kiến và hoài nghi luôn cả giới căm thủ thoát khỏi bốn đò sư bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc bằng thanh tu đà quần vô thổ tâm phạm lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu được xưng danh hiền thánh do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức thế tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ khiến ngàn cây đâm chồi vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc đức phật bậc vô thượng liễu thông pháp vô thượng ban bố pháp vô thượng chuyển đạt pháp vô thượng tiên thiết pháp vô thượng do vậy chính đức phật là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc nhân quá khứ đã đoạn mầm tương lai không gieo với tâm không ai chăm trong sanh hữu đời sau bởi tam muôn đã đoạn các chủng tử không còn ví như ngọn đèn tăng bậc kỳ chân niết bàn do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chung thiên nhân các cõi dù thiên tiên địa tiên đã ân tập nơi đây hãy chi thành đảnh lễ đức phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường phụng với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng thiên nhân các dù thiên tiên địa tiên đã
thường tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chân pháp đạo như chân được chư tiên nhân rồi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân hôn này tu thành muôn hạnh phúc chúng tiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc như đức được chư tiên nhân gọi đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đa thủ một cái thời gian kính đại lễ chư các quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay là ngày thứ tư 22 tháng 4 năm 2020. Thêm một ngày nữa chúng ta có chương trình tu học đặc biệt trong thời dịch bệnh. Và thưa vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ dành ít thời giờ để đi qua ý nghĩa của một đoạn ở trong bài viết của Ngài ở YouTube. Mà qua đó Ngài
Muốn nói về một người Ý rất là quan trọng là khoa học. Bởi Ý viết ra sự thật. Nhưng mà sự thật được hiểu như thế nào, được khám phá thế nào, được nhận thức như thế nào và được tiêu hóa như thế nào, nó lại là một câu chuyện cần để chúng ta suy nghĩ. Không phải ai đối diện với sự thật, không phải ai thấy được sự thật thì có nghĩa là sự thật đó sẽ mang lại cho người này ánh sáng của trí tuệ. Điều này sẽ làm ngạc nhiên rất là nhiều người, bởi vì có những khám phá và dẫn đến phiền não, dẫn đến vô minh, và có những khám phá thắp sáng được tuệ giác. Trước khi đi vào nội dung, chúng ta hãy cùng nhau lắng tâm lễ Tam Bảo. Kính thưa Công Thịnh Thượng Tọa Minh Thành hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, và sau đó chúng ta sẽ đi vào bài học được hôm nay. Kính thưa Thượng Tọa. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh tiến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Những muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa Thượng Tọa Minh Thành, thưa quý vị xuyên suốt trong thời gian 3 tháng qua, những loài càng ngày càng rơi vào khủng hoảng để đương đầu với dịch bệnh, sự lây nhiễm nhanh chóng của coronavirus đã khiến cho nhiều thành phố bị phong tỏa, không biết bao nhiêu là người bị thất nghiệp, và có đôi khi cả một quốc gia bị tê liệt. Cho đến ngày hôm nay, riêng ở tại Hoa Kỳ thì người ta vẫn có những tranh luận lớn là có nên hay không nên tái kích động nền kinh tế đang bị đình trệ. Và tất cả những suy tư, tất cả những giả thuyết, tất cả câu trả lời đều phải y cứ trên một nguyên tắc, đó là sự thật. Chúng ta tranh luận với nhau là không biết, là mở cửa ra thì có lợi hay không có lợi, thì lây nhiễm có được kết thúc không, giảm bớt hay không, có thể nào mà người ta tìm một phát hiện giữa sự phát triển, sự hồi phục kinh tế và con số tử vong của những người bị lây nhiễm, và ở con số nào có thể chấp nhận được, vân vân và vân vân.
không biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra. Điều này tương tự như tất cả chúng ta trong đời sống, đôi khi mình tự đặt câu hỏi về bản thân mình. Mình nên làm gì? Nên đi vào hướng nào? Và liệu rằng chúng ta có thực sự được an lạc, được hạnh phúc với điều mình đã lựa chọn không? Tất cả câu trả lời dựa lên trên cái lý luận mà ngày nay gọi là logic. Tất cả câu trả lời dựa trên sự suy đoán của chúng ta. Ví dụ như một người nói là mở cửa là nó không nên mở cửa, thì không phải ai cũng đúng. Chắc chắn có người đúng, có người sai, và cũng có thể cả hai người sai hết. Nhưng không thể nào cả hai người đúng được. Hôm nay chúng ta hãy đi vào trong một lĩnh vực một cơ như là ngoại trừ Phật giáo, các tôn giáo khác thì ít khi đề cập đến sự việc này. Đó là nhìn vào sự thật, xác minh sự thật và chấp nhận sự thật của khoa học với sự chấp nhận sự thật của Phật giáo khác biệt ra sao. Chúng ta hãy đi vào bài viết của Ngài Buddha. Hôm nay không biết vị nào sẽ phát tâm đọc cho bài này, và xin mời cô Diệu Quỳnh. Bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay, Nam Mô Bích Tha giá. Con thành kính nịnh lễ ấn đức Tam Bảo, con thành kính nịnh lễ chúng tôi giác đẳng cùng chư trung đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin được phép đọc chánh văn Phật giáo và khoa học, trích từ Phật giáo nền tảng của khoa học. Hòa thượng Ban Bách Duy Tô, tỳ kheo Thích Tâm Quang dịch. Tiếp theo, chân lý thật sẽ là nền tảng của khoa học. Lĩnh vực khoa học ngưng lại ở thế giới vật chất. Nó không bao gồm con người. Vì lý do đó, khoa học không có lời khuyên nào cho con người phải sống và cư xử ra sao. Nó cũng không tác động gì đến vấn đề đạo đức. Nhưng vì tâm mà khoa học lan tràn và tiến bộ đến mức có được. Nguồn gốc cảm hứng về việc sinh sản và sự lớn mạnh trong khoa học là sự ham muốn biết sự thật, cùng với sự nhận thức trong định luật thiên nhiên là những phẩm hạnh tinh thần. Ngay cả đến những giá trị thâm nhập vào khát vọng ở thời gian cuối cùng, chẳng hạn như khát vọng muốn chinh phục thiên nhiên, cũng đều là tiến trình tinh thần. Không những khát vọng kiến thức, sự nhận thức mới nói trên, nhưng ngay cả đến sự khám phá vĩ đại của khoa học cũng là những sản phẩm của tâm. Một số khoa học gia có phẩm tính mà chúng ta gọi là trực giác và có thể vạch ra các sự thật mà họ khám phá ra được do con mắt của tâm trước khi đem kiểm chứng trong thế giới vật lý. Trước nhiều những khám phá quan trọng trong khoa học ở một mức độ nào đó, trực giác liên hệ vân vân, khoa học gia nhìn thấy điều gì đó do con mắt của tâm và điều này trở thành sáng kiến dẫn đến sự nghiên cứu vấn đề. Không có phẩm tính của trực giác mà thấy trước, khoa học cũng chỉ là một ngành kiến thức nào đó không căn bản, hay rộng ra là một vấn đề của sự phỏng đoán. Khoa học sẽ thiếu đường hướng và mục tiêu. Trực giác và thấy trước đóng vai trò chính yếu trong lịch sử khoa học. Với nhiều khoa học gia lỗi lạc, trực giác này liên hệ đến sự tiến hành tạo được các khám phá quan trọng nhất, sự gợi ý của một
sự gợi ý của một số luồng tư tưởng hay nghiên cứu phát xuất từ tâm khoa học gia, khởi đầu hệ thống lý luận, công thức của giả thuyết và thử nghiệm đưa đến kết quả của một lý thuyết mới. Tất cả những tiến bộ khoa học đạt đến, những tiến bộ khoa học đạt được đến nay đều xuất phát từ niềm tin, nhận thức, khát vọng muốn biết, trực giác, vân vân. Trong tâm của những khoa học gia lỗi lạc nhất, những người đã đạt được những khám phá quan trọng nhất đều do các phẩm tính có nhiều trên đây. Quan sát cũng bắt đầu bằng sự tư tưởng tạo con đường điều tra và bắt buộc quan sát vào khuôn khổ thích hợp. Thí dụ, Nestor thấy trái táo rơi và hiểu được định luật của trọng lực. Theo chuyện, Nestor nhìn thấy trái táo rơi, ông nhận thức được, nhưng thực ra ông đã suy nghĩ và cân nhắc từ nhiều tháng ở thời đó để bản chất của sự hấp dẫn. Đó là một tiến trình tinh thần của tâm. Ông không tiến đến cao độ nhận thức được khi nhìn thấy trái táo rơi. Đôi khi việc này xảy ra với chúng ta. Chúng ta có một số khó khăn đặc biệt nào đó. Đã từ lâu chúng ta không tìm được cách giải quyết. Rồi chúng ta ngồi im lặng. Bỗng nhiên câu trả lời lóe lên trong tâm trí của chúng ta. Những câu trả lời này không phải tự nhiên phát xuất bừa bãi hay ngẫu nhiên. Thực ra, tâm đã hoạt động trên một mức độ tinh tế. Sự nhận thức là kết quả của tiến trình nguyên nhân và hậu quả. Tâm, do niềm tin và động cơ thúc đẩy, là nguồn gốc của khoa học. Khoa trực giác và thấy trước là sự, là lực, do đó khoa học có thể tiến triển. Và qua mục đích và mục tiêu hình dung mong mỏi trong tâm. Đó là đường hướng cho khoa học tiến bước trong tương lai. Sự tìm kiếm chân lý căn bản có thể thực thi vì tâm nhận thức những chân lý ấy có hiện hữu. Tới điểm này, chúng tôi xin đưa ra tên một khoa học gia lỗi lạc đã khiến tôi có ý niệm về đề tài. Nói chuyện này không ai khác hơn đó là khoa học. Khoa học gia Einstein. Tuy nhiên, ông không nói đúng những lời tôi dùng. Tôi đã chú giải dài dòng. Điều mà Einstein có nói là trong thời đại vật chất này của chúng ta, những khoa học gia đứng đắn chỉ là một người đạo lý thâm sâu. Einstein cảm thấy trong thời đại này rất khó khăn tìm thấy người có tôn giáo. Chỉ có những khoa học gia nghiên cứu khoa học với tâm thanh tịnh, có đạo lý thực sự. Ông tiếp, những khoa học chỉ có thể tạo ra bởi những người thấm nhuần với khát vọng tìm chân lý và hiểu biết, vân vân. Những cá nhân ấy mà chúng ta hàm ơn những thành quả sáng tạo khoa học của họ. Tất cả những người đó thấm nhuần với nhận thức tôn giáo thực sự là vũ trụ của chúng ta, là một thứ gì toàn hảo, khả thi cho công cuộc nghiên cứu kiến thức. Sự ham muốn, biết sự và niềm tin đằng sau thiên nhiên, có những định lực và chân lý bất biến trên toàn cõi vũ trụ này. Điều này là cái mà Einstein nói là cảm nghĩ đạo lý hay rõ ràng hơn, cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ. Rồi ông lại tiếp, cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ là động cơ mạnh mẽ và cao thượng cho công cuộc nghiên cứu khoa học. Phật giáo như chúng ta đã được biết từ những tác phẩm tuyệt tác Schopenhauer bao gồm yếu tố chứng tỏ mạnh mẽ điều này. Einstein nói Phật giáo có một mức độ cao của cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ, và cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ là nguồn gốc hai hạt giống của công cuộc nghiên cứu khoa học.
Cho nên quý vị có thể tự quyết định về nhan đề mà chúng tôi dùng cho bài nói chuyện có đúng hay không. Chúng tôi có trình bày trong một đường lối nào mà có thể nói Phật giáo là nền tảng của khoa học. Xin đừng quá chấp sự quan trọng của ý kiến này, vì chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Einstein. Sự đồng ý của chúng tôi không phải là điều mà ông ta nói, mà là ông nói quá ít. Cái mà Einstein nói là cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ chỉ là một phần của cái cảm nghĩ tôn giáo, vì tôn giáo bao giờ cũng quay về để con người, đến bản chất của con người, gồm cả con người phải đối xử với thiên nhiên ra sao, bên trong như bên ngoài. Chúng tôi thấy lời nói của Einstein không rõ ràng, bao gồm sự tự biết mình và sự lợi ích cho con người. Tuy nhiên, có thể là từ những lời Einstein mà chúng tôi có thể nhìn thấy ông cảm thấy rễ của khoa học trong sự ham thích của con người về kiến thức và thừa nhận nó trong thứ tự của thiên nhiên. Nhưng bây giờ tiến tới điểm này, chúng tôi đã nói chúng tôi không muốn quý vị quá lo lắng hay không phải Phật giáo là nền tảng của khoa học hay không. Thực ra phải nên thay đổi nhan đề bài nói chuyện này, chẳng hạn như khoa học phải như thế nào mà Phật giáo lại là nền tảng của nó. Điều này sẽ cho chúng ta một vài viễn cảnh mới để nghĩ tới. Câu Phật giáo là nền tảng của khoa học chỉ là một ý kiến, và một số người có thể cho là câu ấy có tính cách tự cao, tự đại. Và việc này sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu. Nhưng nếu chúng ta nói khoa học phải như thế nào để có thể đặt nền tảng, nền móng trên Phật giáo, câu này có tính cách xây dựng hơn, cho chúng ta một số điểm thực tiễn và cụ thể để xét. Điều này là một câu hỏi quan trọng, một câu hỏi đòi hỏi một số phê phán. Chúng tôi có thể có câu trả lời và chúng tôi cố gắng giữ trong phạm vi những điểm đã được đề cập và câu trả lời dùng như một loại tóm lược. Trước tiên, chúng ta phải mở rộng nghĩa của từ ngữ tôn giáo hay cảm nghĩ tôn giáo để có thể đối chiếu với Phật giáo. Những từ ngữ cảm nghĩ tôn giáo vũ trụ bao gồm cả thế giới thiên nhiên bên ngoài lẫn bên trong con người. Hai cả vũ trụ vật lý, trừu tượng, hai tinh thần gồm cả những giá trị. B. Sự định nghĩa về khoa học bắt nguồn từ sự khao khát muốn biết sự thật, phải được bổ túc bởi lòng ham muốn đạt được điều thiện cao nhất mà Phật giáo gọi là tự do từ sự bất toàn vẹn của con người. Tại điểm A, chúng ta mở rộng định nghĩa về thiên nhiên phải được thực hiện. Ở điểm B, chúng ta lặp lại những giá trị ấy tương hợp với điều thiện cao nhất, bảo đảm khao khát sự thật trong sạch và rõ ràng, không cho cơ hội những giá trị thấp kém làm hư nguyện vọng của chúng ta. Với hai điểm trên đây trong tâm, bây giờ chúng ta có thể trả lời khoa học đồng ý với Phật giáo là khoa học mong muốn hiểu sự thật tự nhiên đi đôi với việc phát triển con người và sự đạt được điều thiện cao nhất. Hai, chúng ta có thể nói khoa học đặt nền móng trên Phật giáo phát xuất từ việc mong mọi kiến thức về thiên nhiên cùng với ham thích muốn đạt điều thiện cao nhất, nền tảng xây dựng sự phát triển con người. Loại định nghĩa này dường như bao quanh vào khoa học thực dụng, nhưng không hẳn là như thế. Từ một viễn cảnh khoa học tự nhiên trong thời đại cuối bị ảnh hưởng bởi động lực ích kỷ như đã nói trước đây, không được tốt lắm. Vì lý do đó chúng tôi đề nghị những sự khích lệ xen vào để lựa chọn hầu ngăn ngừa những gì trước đây từ phát xuất, thay thế ham thích chinh phục thiên nhiên
và sản xuất thật nhiều của cải vật chất với nguyện vọng mong thoát khỏi khổ đau. Lặp lại định nghĩa trên, chúng ta có thể nói khoa học đạt được kiến thức hiểu biết sự thật. Hiểu biết thực sự của sự thật sẽ là sự hợp nhất của những khoa học vật lý, khoa học xã hội và nhân loại. Tất cả mọi khoa học đều liên hệ lẫn nhau và như một. Hay nói một cách khác, khi khoa học mở rộng phạm vi định nghĩa căn bản của nó và cải tiến kỹ thuật về tìm tòi và nghiên cứu, những sự thật của khoa học xã hội và nhân loại sẽ được do sự nghiên cứu khoa học. Câu này không phải là một câu nói giỡn hay cẩu thả. Ngày nay, các tiến bộ khoa học và xã hội của con người trong môi trường tổng quát cần sự liên kết trong việc tìm kiến thức. Quý vị có thể nói thời gian đã chín mùi. Nếu chúng ta không giải quyết kịp thời trong một đường lối thích hợp, thời gian chín mùi này sẽ bị phôi pha như một trái cây quá chín. Câu hỏi là liệu khoa học có gánh trách nhiệm dẫn nhân loại đến sự thống nhất học hỏi này không? Trên mức độ thứ hai, đó là nguyên tắc của sự cam kết với kiến thức, đó là kiến thức của sự thật, hữu ích, có thể chia làm hai loại. A. Kiến thức cần thiết hay sự thật hữu ích, đó là kiến thức cần thiết cho một đời sống tốt đẹp mà có thể cho một con người đạt được trong phạm vi của cuộc sống. B. Những loại kiến thức khác không cần thiết hay sự thật không hữu ích. Những điều ấy chưa được kiểm chứng, phải được xem xét cho đến khi được kiểm chứng. Nhưng một đời sống tốt đẹp không tùy thuộc vào chúng và cũng không phải chờ đợi câu trả lời cho chúng. Đời sống của một con người rất giới hạn và ngắn ngủi. Phẩm tính của đời sống, hai điều thiện tối thượng và những điều phải đạt cho được của một con người trong phạm vi đời sống ngắn ngủi giới hạn này. Kiến thức khoa học có khuynh hướng nói, hãy chờ đến khi chúng tôi kiểm lại điều này trước đã, rồi bạn sẽ biết phải làm gì. Thái độ này nên thay đổi, phân biệt rõ ràng giữa những loại khác biệt của kiến thức nói trên. Nếu khoa học quả là một nền tảng hiểu biết của khoa học, của học hỏi, nó phải liên hệ đúng với hai loại sự thật. Nó phải liên hệ đúng tới hai loại sự thật ấy. Mặt khác, nếu khoa học tiếp tục hành hoạt như bây giờ, nó cần phải có một sự bổ túc bằng sự hợp tác bởi sự tiến dẫn của Phật giáo cho những câu trả lời về những câu hỏi, đòi hỏi phải có câu trả lời ngay. Hầu sự đạt được điều thiện cao nhất trong đời sống có thể thực hiện được. Trong khi khoa học có thể tìm được câu trả lời cho những câu hỏi ấy, mặc dù không trả lời được, cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng sống trong an lạc và hạnh phúc. Dạ, còn tiếp bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông đùm thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá, con kính nhân Bích Trinh sư ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Chúng ta chưa tôn đức và chủ biết phật tử. Chúng ta vừa nghe một đoạn mà qua đó ngài Yuto đã nêu lên. Mặc dù nêu lên một điểm là mặc dù khoa học và Phật giáo đều nhấn mạnh đến sự thật và làm sao chúng ta tìm được sự thật. Nhưng mà đối với khoa học thì nhiều khi sự khám phá sự thật chỉ là khám phá thôi. Trong đức Phật giáo thì dạy rằng có những sự thật có lợi ích và có những sự thật không lợi ích. Chẳng những vậy mà Phật giáo còn nêu lên cái cách cấp thiết của một cái sự thật mà con người không có thì giờ sống quá lâu để chờ đợi. Mà chúng ta phải tìm những gì thiết thực, thực tiễn cho cuộc sống hiện tại.
Lấy ví dụ là ở trong thời dịch bệnh này, thứ vì người ta đang có rất là nhiều vấn đề nêu lên, người ta nêu lên những lời tiên tri ở trong quá khứ của những nhà tiên tri nào đó cách đây vài thế kỷ về một trận đại dịch xảy ra. Thế còn giả người ta có rất nhiều thông tin, mà thông tin nó mang tính cách chỉ là thông tin mà không có lợi ích gì cho vấn đề cấp thiết trước mắt, là chúng ta đang bị coronavirus lây lan. Làm thế nào để giảm thiểu sự lây lan đó? Làm thế nào để giữ vững an toàn, giữ sự an toàn của bản thân? Và nếu bị lây nhiễm thì chúng ta nên làm gì? Và những gì cần được chuẩn bị ở trong những tháng ngày sắp tới? Ở đây thì rõ ràng là khi bệnh dịch xảy ra, nó không còn là đề tài của phiếm luận, của nhàn đàm, tức là bàn cho vui. Nếu ở trong thời buổi dịch bệnh đang lây lan, kinh tế thế giới đang đứng trước khó khăn của cuộc đại khủng hoảng, bao nhiêu người gặp nhiều sự khó khăn, mà chúng ta ngồi nói chuyện đại dịch như là một câu chuyện nhàn đàm, như là một câu chuyện phiếm luận, thì thưa quý vị, đạo Phật khuyên rằng đừng, điều đó phí thời giờ. Bởi vì thưa quý vị, rất có thể không đủ kiến thức thì chúng ta sẽ bị lây nhiễm, không đủ kiến thức thì chúng ta sẽ bấn loạn khi mà khám phá ra rằng mình bị lây nhiễm mà không biết làm gì, người thân mình bị lây nhiễm mà không biết làm gì. Thậm chí thưa quý vị, chúng ta cũng không biết là phải chuẩn bị như thế nào. Một điều đặc biệt xáo trộn cho đến ngày hôm nay ở trên thế giới, và đặc biệt ở tại Hoa Kỳ. Riêng ở tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, người ta không có một cái bản hướng dẫn cụ thể rõ ràng làm thế nào để chúng ta quan niệm một cách đúng mức về dịch bệnh. Chỗ này thì nêu lên vấn đề là phải tiếp tục phong tỏa, chỗ kia quan niệm là mở cửa. Chỗ này đặt ra vấn đề quan niệm về chính trị, về đảng phái. Chỗ kia đặt ra vấn đề sẽ hơn thua với Trung Quốc. Và hầu như người ta có rất nhiều ý kiến sai biệt lẫn nhau. Nhưng mà vấn đề cấp thiết của chúng hiện nay, thưa quý vị, được đặt cho rõ là nếu giả sử như chúng ta bị lây bệnh thì chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta chưa lây bệnh, làm gì để tránh? Mà tránh không được mà bị lây bệnh thì chúng ta nên làm gì? Và nếu người thân của chúng ta lây bệnh, mình phải làm gì? Và thậm chí nếu chúng ta phải ra đi, như là hàng trăm ngàn người đã chết vì bệnh dịch, nếu chúng ta là một ở trong những số người phải chết vì bệnh dịch, thì chúng ta sẽ chuẩn bị cuộc sống nội tâm như thế nào? Đó là những câu hỏi rất là thiết thực mà Phật giáo dạy chúng ta nên nhìn vào. Vì vậy, khi mà đề cập đến giữa khoa học và Phật giáo đó, thì Ngài Bà Chí Tôn nói rằng có một cái mẫu số chung là chúng ta nên tìm ra sự thật. Mặc dù sự thật của khoa học là sự thật về vật chất, Phật giáo thì dạy rằng chúng ta nên nhìn cả thế giới bên ngoài và bên trong. Thí dụ Đức Phật Ngài dạy về ba cái sự thật. Một là tất cả không đứng yên, mà nó luôn luôn biến dịch, luôn luôn thay đổi. Từ ngữ Phật học gọi là anicca hay là vô thường. Tất cả mọi sự vật nó đều không hoàn hảo, không bao giờ thỏa mãn chúng ta một cách hoàn toàn. Đạo Phật gọi là dukkha, chúng ta gọi là khổ não. Nhưng mà nó là trạng thái bất toàn, nó là trạng thái bất toại, là không làm chúng ta mãn nguyện hoàn toàn.
Và Đạo Phật dạy rằng mọi thứ nó xảy ra là chi giới của hiện tượng, không nằm ở trong chủ quyền của một ai, chúng ta gọi là vô ngã. Thì ba hiện tượng này là ba sự thật. Nhưng mà khi Đức Phật dạy về ba sự thật này, không phải để chúng ta nhàn đàm, không để phải chúng ta bàn cho có bàn, mà thay vào đó đánh thức lại tuệ giác của chúng ta, cho chúng ta một cái nhìn khác đi. Thí dụ như là mình giận một người nào đó, mình quan cái người nào đó, mình thù hận người nào đó, nhưng mà nếu chúng ta quán về vô thường, khổ, vô ngã thì chúng ta nhìn vấn đề một cách khác. Và bây giờ quý vị, ở trong lúc đại dịch xảy ra, chúng ta nên tự đặt một câu hỏi rằng giữa sự đe dọa của coronavirus, giữa bao nhiêu cái sự khổ đau, mất mát mà nhân loại phải gánh chịu, nó có đáng chăng để chúng ta có những tranh luận chửi bới người này người kia, quan trái người này người kia, giận hờn người này người kia? Nếu chúng ta có một cái nhìn chung đại để thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng những cái thị phi quan trái vui buồn trong đời sống nó thật sự rất là vô nghĩa. Và từ sự vô nghĩa này, chúng ta có thể cảm thấy là cái tâm mình có thể buông, có thể bỏ mất điều đó đi. Và đó là cái lời dạy của Đức Phật mang tới cái thực tiễn. Phải nói rằng trong khoa học, người ta nói nhiều về cái phương pháp để nghiên cứu, phương pháp để khám phá, tìm ra sự thật. Nhưng mà đôi khi người ta quên thẳng đi về cái mục đích chân chánh. Thấy được sự thật, biết được sự thật, khám phá được sự thật chưa phải là tất cả, mà phải đặt một câu hỏi rằng sự khám phá đó nó có lợi lạc gì để làm cho con người được hướng thượng, hướng thiện, được tốt đẹp hơn. Điều này đặt chúng ta vào trong một cái vị thế mới, là làm sao chúng ta có một mục đích lợi lạc thực sự. Thì thưa quý vị, nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn thay đổi một chút ở trong 90 phút mà chúng ta có được của chương trình tu học hàng ngày, là bên cạnh bài giảng thì chúng tôi muốn giới thiệu một vài phương pháp tu tập. Mỗi ngày chúng ta sẽ đào sâu hơn một chút, và hết phần này thì chúng ta sẽ đi qua phần khác. Tại sao chúng tôi muốn giới thiệu những phương pháp này ngày hôm nay? Là bởi vì nhân khi Ngài Phật-du-tô dạy về việc khoa học và tôn giáo, Phật giáo và khoa học đều nhắm vào sự thật. Nhưng mà Phật giáo thì dạy chúng ta nên tìm những sự thật nào có cái lợi ích thiết thực. Thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ một điều mà qua đó chúng ta thấy cái sự lợi ích thiết thực. Hôm nay thưa quý vị, chúng ta nói về một cái phương pháp tập trung. Thì tập trung đó Đạo Phật gọi là định. Nhưng mà trong cái định đó, Đạo Phật còn dạy thêm một yếu tố, đó là niệm. Định và niệm khác nhau như thế nào? Cái này 3 năm chúng tôi đã từng đến thăm Paris. Bây giờ chúng tôi miên man nghĩ về Paris, cố gắng để nhớ về Paris, đó là định. Nhưng cái đó không phải là niệm, tại vì mình tập trung vào cái chuyện đã qua. Thậm chí có thể là chúng tôi bỏ hàng giờ tập trung để có một cái thu hoạch về tương lai. 5 tháng nữa, 7 tháng nữa làm gì, để mà toan tính những gì cần phải làm. Cái đó cũng là sự tập trung, là định, nhưng không phải là niệm.
Vậy thì niệm đó là gì? Niệm là đưa sự chú ý trở vào trong hiện tại. Cái gì đang xảy ra hay cái gì vừa xảy ra, đó là niệm. Sự chú ý vào hiện tại đưa chúng ta trở về với khả năng để bám sát với thực tại. Thí dụ như là mình ngồi trên bàn ăn, thay vì ngồi đó để mà nghĩ những chuyện viễn vông, coi tới đứt đồ này đồ kia, chúng ta có cái ý thức rõ ràng là mình đang ăn và ăn với những ai ngồi chung quanh, thì cái đó gọi là đem sự chú ý vào bây giờ phút hiện tại này. Thì định và niệm đó, nó đi ngược lại cái thói quen của chúng ta. Thói quen của chúng ta là tản tâm, phân tán, không có tập trung. Chúng ta buông việc này, bắt việc kia. Không bao giờ mà chúng ta hướng cái tâm về một điểm gì mà lâu được hết. Và niệm á, kéo chúng ta trở về với hiện tại. Nhưng mà chúng ta lại thích thơ thẩn, hoặc là sống với sự tưởng tượng, hoặc sống với tương lai, hoặc sống với quá khứ. Thì bây giờ cái phương pháp của Đạo Phật dạy chúng ta tu tập định và niệm đó, đem ý của chúng ta trở vào lại giây phút hiện tại bây giờ, và thử làm một việc là quan sát hơi thở. Hơi thở đó có một sự mầu nhiệm là luôn luôn có, luôn luôn có. Nếu chúng ta không thở thì chúng ta chết. Và hơi thở cũng có một sự mầu nhiệm khác, đó là hơi thở có hai nhịp, nhịp vô và nhịp ra. Thì chúng ta niệm hơi thở bằng cách nào? Rất nhiều người ở trong chúng ta cũng thích về sự tập niệm, niệm hơi thở. Nhưng mà tập một chút, một thời gian ngắn rồi chúng ta bỏ. Chúng ta cảm thấy rất là nhàm. Mình coi một cuốn phim, mình nghe một bản nhạc, mình ngồi nói chuyện với ai đó, thậm chí đang nghe pháp như vậy, mình cảm thấy mình theo dõi dễ hơn là mình ngồi đó nhìn vào hơi thở. Thật ra thưa quý vị, cái cách mà tập trung vào hơi thở đó, nó đối ngược lại bất cứ cái thói quen nào trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà chính ở đây đó là giá trị. Dạ, chính ở đây giá trị là chúng ta có khả năng theo dõi hơi thở của mình. Thì trước hết chúng ta nên hiểu một điều rằng cái thói quen của chúng ta là không có theo dõi hơi thở. Thói quen của chúng ta là phân tâm. Thói quen chúng ta là suy nghĩ thẫn thơ, đầu này và đầu kia. Mình không cần phải chống đối chính bản thân của mình. Và mình không cần phải làm nhặt, làm giữ với bản thân của mình. Mà rất là nhẹ nhàng. Chúng ta tự nhắc với chính mình là bây giờ là lúc mình nên làm thân với hơi thở, để ý tới hơi thở nhiều hơn, thâm biến hơi thở thường xuyên hơn. Trước hết, chúng ta nên tập nhìn vào hơi thở ở hai cái nhịp điệu giản dị nhất, đó là hơi thở vô, hơi thở ra. Hai điều này rất đơn giản, nhưng mà đôi khi chúng ta không chịu làm và chúng ta làm rối thêm. Cái lỗi của người Phật tử đó là nhiều khi đi vào quá chi tiết. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh Niệm Xứ, hay là sắp tới ở trong Trung Bộ Kinh có một kinh gọi là An Bang Thủ Ý, thì chúng ta sẽ thấy rất rõ Đức Phật dạy chúng ta trong cái pháp niệm trùng tự. Ban đầu thì chúng ta chỉ theo dõi hai nhịp độ đều vào và ra. Sau một thời gian, hơi thở vào, hơi thở ra, nó đã quen, đã thuần thục, đã bén nhạy. Chúng ta sẽ tập chú vào cái niệm hơi thở là hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn. Nếu hơi thở vô dài, biết là hơi thở vô dài. Hơi thở vô ngắn, biết là hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài.
hơi thở ra ngắn, biết hơi thở ra ngắn. Tức là ban đầu thì chúng ta đừng để ý đến chuyện dài ngắn. Nhưng một thời gian nào đó, khi mà chúng ta đã thuần thục, đã quen với cái nhịp độ hơi thở ra vào rồi, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ để ý là không phải lúc nào hơi thở cũng bằng nhau. Giống như là mình cầm một bó đũa mà mua ngoài chợ về có bằng nhau. Và thật sự thì ở miền quê, người ta chút đũa có đôi khi có chiếc dài, chiếc ngắn. Nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng cái nhịp độ hơi thở chúng ta lạ lắm. Nó không đồng đều. Có khi mình thở dốc, có khi mình thở lơi, có khi hơi thở vô thì nó ngắn, hơi ra thì dài. Có khi hơi vô thì dài, ra thì ngắn. Ví dụ, khi mà chúng ta có những người có thói quen là thở dài, nói là thở dài nhưng thật ra là thở ra dài chứ không phải thở vô dài. Mình sẽ để ý thấy như vậy. Thở vô, họ thở rất ngắn, hít vô rất ngắn, nhưng khi thở ra thì thở ra dài, thở dài. Nhưng mà chuyện thở dài và ngắn chúng ta để sao? Trước nhất là chúng ta tập để ý vào hơi thở vô và ra. Rất quen thuộc, rất thoải mái, rất rõ ràng, rất tỉnh táo. Mình biết mình thở vô hay thở ra. Lấy ví dụ như bất chợt mình ngồi một mình, hay đi lên xe trong lúc mình chờ đợi, hay là mình đang nằm ngủ, mình hướng tâm vào hơi thở để biết rằng mình đang thở vô hay đang thở ra. Thưa quý vị, hồi nhỏ chúng tôi có học lội á. Thân phụ chúng tôi là người dạy chúng tôi lội. Và khi mà thân phụ chúng tôi buông mình ra thì cứ hay bị chìm. Sau đó hỏi thân phụ chúng tôi là tại sao còn cố gắng lắm mà sao nó không tiến bộ. Thì thân phụ chúng tôi có nhắc một chuyện là cái người mới lội đó thì nghĩ rất là nhiều thứ. Nghĩ về con nước chảy, nghĩ về chỗ sâu, chỗ cạn, nghĩ về thế này, thế khác. Nhưng không phải là việc. Cái quan trọng là mình để ý vào hơi thở của mình. Khi mình lội có lúc cái mặt mình úp vô trong nước, có lúc mình ngẩng đầu lên, thì lúc đó mình chỉ để ý là làm sao mà lúc mình ngẩng đầu lên mình có thể hít được hơi thở vào để có hơi tiếp tục. Thì chỉ riêng tập trung vào hơi thở một thời gian thì chúng tôi đã có thể tự lội lấy một mình. Thì thưa quý vị, chúng ta lội giữa một dòng nước đó, bao nhiêu thứ phải để ý. Để ý nào là rác rưới chung quanh, dòng nước chung quanh, để ý cái này cái khác. Nhưng mà nếu chúng ta để ý nhiều quá đó, thì đối với người mới bơi lội đó, nó rất là phiền. Tại vì nó tản tâm chúng ta, nó phân tán. Cái khổ của những người mà mới niệm hơi thở đó, là họ quá quan trọng. Quan trọng bàn thờ có nhang đèn trang nghiêm chưa, quan trọng cái tọa cụ như thế nào, quan trọng cái bộ quần áo mình mặc có thoải mái hay không, quan trọng là mình ngồi như thế này, như thế kia. Chúng ta cũng có ít thời giờ để chuẩn bị cho chuyện đó. Nhưng một khi ngồi xuống rồi thì đừng bận tâm đến chuyện đó được. Một khi đã ngồi xuống rồi là mình như là một người xuôi sau dòng nước. Cuộc sống là một dòng cuộn chảy, và chúng ta chỉ để ý đến thở vô hay là thở ra. Thở vô biết là thở vô, thở ra biết là thở ra. Dĩ nhiên là khi quý vị đọc một kinh niệm xứ hay là kinh Girimananda hay kinh nhập tức xuất tức niệm, chúng ta nghe rất là nhiều. Mà những nhiều điều về hơi thở đó là câu chuyện mà chúng ta sẽ nói đến trong ngày mai và ngày mốt. Ví dụ như là an tịnh thân hành cứ sẽ thở vô, an tịnh thân hành thở ra, cảm giác toàn thân thở vô, cảm giác toàn thân thở ra. Nhưng mà mới bắt đầu thì chúng ta không cần phải làm như vậy. Mới bắt đầu chỉ nên để ý hai thứ thôi. Một là thở vô, hai là thở ra. Thở vô biết là thở vô, thở ra biết là thở ra. Một khi mà mình đã quen rồi đó, thì tự nhiên chúng ta sẽ biết cách để giải quyết những chuyện của xung quanh.
Thì thứ gì nó cũng giống như trường hợp người ta đi kinh hành. Chúng tôi biết rằng có nhiều vị rất là lúng túng, không biết đi kinh hành như thế nào. Mình để ý chỗ nào, để ý bằng chân, để ý bước chân bên phải, bên trái, dở bước, đạp, vân vân. Thậm chí để ý con đường kinh hành và quan cảnh nó xung quanh mình. Nhưng mà thời gian bắt đầu, điều quan trọng là chúng ta ý thức biết rõ là mình đang đi, đang bước. Và từ cái ý thức đó, đó dần dần mình nuôi dưỡng cái sự tập trung. Và với sự tập trung này, chúng ta sẽ phân biệt được. Phân biệt sẽ bén nhạy hơn, sẽ cảm thấy rõ ràng hơn. Hồi trước chúng tôi có nghe một anh Phật tử, anh gửi chúng tôi một cái kinh nghiệm rất là lý thú. Là anh với cô bạn gái thương nhau lúc còn đi học trong đại học. Rồi tới một ngày ấy, thì anh biết được chuyện là cô bạn gái có thai. Nhưng mà rất là may mắn là cha mẹ của hai bên đều thương cả hai người, nên đồng ý cho hai người sống chung là vợ chồng, và đồng ý cho hai người sinh con ra. Và anh kể cho nghe, chúng tôi nghe là khi mà nghe nói chuyện có con ấy, nó làm chuyện gì rất là xa lạ. Nhưng mà khi vợ sinh con rồi, mặc dù có nhiều sự hướng dẫn của mẹ bên vợ, mẹ bên chồng, nhưng mà anh cảm thấy khó khăn muôn ngàn. Lúc nào anh cũng cảm thấy bị cảm ảnh là có trăm muôn ngàn thứ việc phải lo khi mà lo cho đứa con nhỏ. Nhưng mà có một lần anh về, tình cờ anh thấy bà mẹ vợ đang ẵm đứa cháu ngoại, nhưng mà khuôn mặt rất là nhẹ nhàng, rất là vui vẻ. Thì anh tình cờ mới hỏi rằng, má, sao con nuôi con thấy nó cực quá, thấy khổ quá, sao má giữ cháu sao thấy má vui vẻ quá vậy? Thì bà mẹ vợ mới nói với anh rằng, cái quan trọng là mình thương nó thì cái gì cũng được hết. Mình không thấy khó nặng nhọc, không thấy khó khăn. Nếu mình thương nó đó thì mình sẽ bỏ nhiều thời giờ lo cho nó, mình dành nhiều thời giờ chú ý cho nó, cái gì làm cho nó cũng không cảm thấy mệt. Thì lúc anh chợt nhận ra một điều là cái sự vất vả của anh không hẳn chỉ là do, mà sự vất vả của anh là do cái sự chống đối ở trong lòng đối với cái việc nuôi con. Thấy nó là nặng nề, đó là trách nhiệm. Thương thì cũng có thương, nhưng cái thương ở đâu đó. Nhưng mà cái cảm giác gọi là phản cảm, mà thấy rằng phải cực khổ, phải lo cái này, phải để ý kia. Sau đó anh học được cái bài học của người bà má vợ đó, thì bắt đầu anh chỉ nghĩ một điều là mình thương con, thích ở gần con, thích lo chăm sóc cho con. Và sau đó anh kể chúng tôi nghe rằng anh bắt đầu anh thoải mái. Và anh đã trở thành một người cha rất là xuất sắc, dễ chịu hơn nhiều. Thì cái kinh nghiệm đó, đó là một cái kinh nghiệm của nhiều người khi mà bắt đầu vào niệm hơi thở. Có nhiều người niệm hơi thở đó, cảm thấy rằng bình thường mình không để ý thôi. Nhưng khi để ý, có nhiều khi mình cảm thấy mình không có thở, hoặc là hơi thở ngắn, hoặc hơi thở dài, hoặc là mỏi mệt, mau cho hết giờ để ngồi thiền. Sao bình thường một tiếng đồng hồ mình thấy nó qua mau, mà ngồi thiền niệm hơi thở tiếng hồ nó qua lâu quá. Thật ra thì bởi vì chúng ta không thích niệm, chúng ta có cái phản cảm, chúng ta muốn chống đối với niệm hơi thở. Mà cái khéo của hành giả là làm sao mà đến một lúc nào đó hành giả thấy rằng hơi thở là nơi nương tựa, hơi thở là người bạn chí thân, hơi thở là cái gì đáng để chúng ta tập trung. Bởi vì một khi mình đã theo dõi được hơi thở một cách rõ ràng, một cách liên tục, một cách bền bỉ, mình an lạc lạ lục, tâm mình cũng bình tĩnh lạ lục lắm. Và cái trạng thái an lạc đó, cái trạng thái điềm đạm đó, không ai có thể cho mình được, không ai có thể diễn tả cho mình được, một khi mà mình đã có khả năng để theo dõi hơi thở. Vì vậy Đức Thế Tôn ngài dạy nhiều đoạn kinh về pháp thân hành niệm, tức là niệm hơi thở, hay là nhập tức xúc tức niệm,
Còn giả là kinh niệm xứ, kinh Grimananda và nhiều bài kinh. Ở đó Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta nên dùng hơi thở để an tâm tình trí. An tâm tình trí là gì? Ở trong lúc lo lắng trở về với hơi thở, ở trong lúc buồn phiền trở về hơi thở, ở trong lúc tâm tư dao động trở về với hơi thở, ở trong lúc sợ hãi cũng trở về với hơi thở. Hơi thở là chủ nương của mình. Tại vì sao? Nếu từ chỗ đó mà chúng ta không an lập được tâm tư của mình thì bị an lập đến chừng nào? Bây giờ bảo đảm là nếu chúng ta bị bệnh, bị hấp hối trước giờ chết, mà chúng ta nghĩ đến tiền bạc của cải, mình bị nghĩ mình có một gia tài hay mình mới trúng số bao nhiêu triệu đó, hoặc giả là mình có tiền của nỗi của chuyện đâu đó, thì chứ vì không bao giờ chúng ta bình tâm được đâu. Không bao giờ bình tâm khi mà trong giây phút đối diện với cái chết mà chúng ta nghĩ đến tài sản, nghĩ đến những người thân yêu cũng vậy, nghĩ đến địa vị, nghĩ đến thế này thế kia, không có cái gì làm chúng ta an tâm hết. Mà chỉ có một thứ thật sự làm chúng ta an tâm là hơi thở. Mình đang thở vô, đang thở ra, rất rõ ràng, biết rất rõ ràng. Và lâu ngày hơi thở trở thành một điểm tựa, hơi thở trở thành một bóng mát, hơi thở trở thành một cái nơi để an tâm tỉnh tĩnh, và sẽ cho chúng ta rất là nhiều lợi lạc. Vì vậy thưa quý vị, Phật giáo, những gì mà Đức Phật dạy đó, ngài dạy ở trong một bài kinh, là những gì mà ngài biết như lá cây trong rừng. Còn những gì mà ngài giảng nó ít như là số lá cây Simsapa ở trong nắm tay của ngài. Bởi vì Như Lai chỉ dạy những gì có lợi ích thiết thực, những đến giác ngộ giải thoát. Và như vậy Đức Phật ngài dạy chúng ta nên có thái độ thực tiễn. Người ta nói rằng chúng ta có 100 năm để sống, nhưng thực sự 100 năm chúng ta không có đâu. Thì giờ của tuổi trẻ, thì giờ của phải ăn uống ngủ nghỉ, thì giờ phải làm việc này việc kia, cái thì giờ mà gọi là sống thực sự ít lắm, rất ít. Và cái thì giờ ít của đời sống đó mà để lo những cái chuyện phải chờ đợi tất cả mọi thứ, chờ viễn mong chuyện này chuyện kia, chúng ta không có đủ thì giờ. Ở đây ngài bên Đức Tôn ngài nói rằng Phật giáo cho những câu trả lời về những câu hỏi, đòi hỏi phải có câu trả lời ngay, hầu đạt được điều thiện cao nhất trong đời sống có thể thực hiện được. Câu hỏi trả lời ngay là câu hỏi cấp thiết, câu hỏi quan trọng. Ví dụ như nhà đang cháy, không phải là ngồi, không phải lúc để ngồi vào bàn về thơ đương. Ví dụ bệnh dịch đang lan rộng, không phải là lúc để ngồi nói về cái lý tưởng đảng phái, quan điểm chính trị điều này việc kia, mà cái việc bệnh dịch đang lây lan, mình làm sao để hạn chế lây lan, làm sao để bảo vệ mình, bảo vệ cho người, chứ phải ngồi đó để mà nói những chuyện mà thực sự nó không có lợi cho cuộc sống. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ. Ngày mai này đó, cũng với bài học thường lệ, chúng tôi sẽ trở lại để có thêm 3 buổi nữa về pháp niệm hơi thở. Sau pháp niệm hơi thở thì mỗi ngày chúng ta sẽ giờ để bàn về niệm tâm tư, thậm chí là niệm sự chết. Đức Phật dạy chúng ta nhiều pháp niệm rất là lợi lạc. Nhưng bây giờ thì thưa quý vị, không biết là đại đức, không biết đại đức Tuệ Tri có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Tuệ Tri đang có mặt ở trước máy, xin đại đức Tuệ Tri hoan hỷ tụng kinh Ratana Sutta một lần bằng Phạn ngữ. Dường như đại đức Tuệ Tri không có mặt ở trước máy. Dạ có, đại đức Tuệ Tri xin kính thỉnh đại đức Tuệ Tri.
Dạ con kính lễ Thượng Tọa Chức Đẳng Tịnh Độ Minh Hạnh, kính lễ Sư Liên Thông, kính chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa Chức Đẳng, là hôm nay con thấy có phần dẫn nhập của bài kinh Ratana Sutta, không biết là có đọc không ạ? Dạ, dạ con kính cảm ơn Ngài. Con xin phép đọc bài kinh Ratana Sutta. Banita lato patha jatatha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramata paramiyo bancha maha paricca yeti so chariya bacik mà phát nguyện gặp phá quốc căn tình cha tình áp binh năng cảm ơn năng bát tha na cha đi dân bồ thi ban lan kê ma ra quy cha dân sắp bày nhiều tánh nhà na bát thi quê thắng na na qua lô của ta ra thầm mê thi sắp đề bi mê bồ ta gu nê a qua chi to quê sa li ya ti su ba ca răng ta rê su ti ya ma ra tình bà rê Tankaranto ayasmananda thero Uyakaruna chitang upata betwa Koti sata sahase Suchaka wale sude guata Yasa nam batigat han Tiyang chakwe Sariyam bure Gamano sadupik Kasampu tan tiwi tang fayang kip bà mạn ta đã tha bê si bà đê tan tăng phà na ma hê ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni quan ta lê khe sa pê wa phu ta su ma na phà quan tua thô bê sa ka cha su nan thu pha si tăng ta sa ma hi phu ta ni sa mê ta sa pê mê tăng ka rô tha ma nu si ya ba cha ya di wa cha ra to cha ha ran ti ye pa linh tasma hi ne rang khata ap bamata yang kin chi vi tang yitha wa hu rang wa sa ke su wa yang ratanang bani tang nano samang ati tatha gate nai ram ri bu the ratanang bani tang e te na sa che na su wa ti ho tu kha yang vi ra gang amatang bani tang yada chaga sakya muni samahito na te na thamme na samathi kinchi dham vi thamme ratanang bani tang e te na sa che na suwa ti ho tu yam buddha se tho variwan na yi su chin samathi manan tarikeng yama ho samathi na te na samo na vi chiti dham vi thamme ratanang bani tang e te na sa che Suwati ho tu ye pukkala atha satang basatha Chattari etani yugani hanti te dakhineya sugata sasavaka Ete sudinani mahapala nidambi sanghe ratanang panitang Ete nasatye nasuwati ho tu ye supayuta Manasadanhe nanika minogo tamasasanam hite Bhati bhata matang vigay halatha muthane puthing puncha mana Idam visanghe ratanang panitang hete na satye na suvati ho Tuyathing dakhilo vathawing sito siya chato phikwate phyasambhakam viyo Tatho bhamangsa purisang vadamiyo hariya satcha Yawe chapa sati rambi sanghe ratanang panitang hete na satye na suvati ho tuye ariya satcha nivipawayanti rambi rabanye na sudesita nikincha vite hantupusa pamata na te pavanga tamama diyanti rambi sanghe ratanang panitang hete na satye na suvati ho Tu saha wa sada sana sambada yata ya su thamma chahita pavanti saka yadi ti vichikit
chi tăng cha si la pa tăng wa bi ya da thi kin chi cha tu ha ba ye cha we pa mu to cha cha pi tha na we a pa pu ka tum hi ram bi sang khe ra ta nang ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kin cha bi so kam mang ka ro ti ba ba kang kaye na wa cha yu da che ta sa wa pa pu so ta sa pa ti cha da ya pa pa ta di sa pa da sa wu ta hi ram bi sang khe ra ta nang ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya tha pu si ta ke Im ha namase pathamas ming gim he tatho bamang tham magwarang adesa yini pa nagaming baramang hita hiram vibhute ratanang panitang ete na satye na suwati ho tuwaro warang yu warado waraharo anutaro tham magwarang adesa yiram vibhute ratanang panitang ê tê na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quang na ti sam pha quang quy ra cha chi ta ya ti kê pha wa s ming tê khi na bi cha ha quy run hi chan ra nip ban ti thi ra ya tha yam ba di bu y đam bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sam ma ga ta ni pu ma ni wa ya ni wa an ta li khê ta tha ga ta đê manu bu y tăng bu tăng nam sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đê manu sa pu chi tăng tham mang nam sa ma su wa ti ho tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wa an ta li khe Tathagatang deva manu sapu chitang sangkhang namasa masuwati ho tu. Dạ, con đã đọc xong cái kinh Ratana Sutta. Bây giờ con kính thỉnh Sư Nguyên Thông kính nói chương trình. Dạ, kính con thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tiếp tục đọc cái bài kinh Châu Báu. Panitha na to panitha yata tha gata sadasa paramiyo dasa upapa rameyo dasa paramattha parimayo pancha maha parikage tiso chariya pakchima pavega pava kantin cha tin afini kamanang patana chariyang bodhiparang ke maravichayang สัพพัญญุตัญญานาปฏิเวทังนวโลกุตระธัมเมติสัพเพปิเมบุตตะกุเนอาวาจีตวะเวสะลิยาติสุปาการังเจเรสติยามาราตินปาริตังกะรันโตอายัสมาอานังเดเทโรวิยะการุณยะจิตตังอุปาทะเปตวะ โกติสัตตะสหัสเสสุจักกะวะเลสุเนวะตายัสสานังปฏิกังหันติยังจะเวสาลิยังปุเรโรกามนุสสะดุขิสัมพุตังติวิทังภะยังคิปปะมังตระถาเปสิปาริตังตังฟานามาเฮยานีตะภูตานิสัมมากะตานิภุมมานิวายานิวันตะลิเค สัพเพปะภูตาสุมนาภวังตุอะโธปิสัพพะจะสุนังตุปาสิตังตัสมาหิภูตานิสัมเมทสัพเพเมตังกะโรธัมมานุสิยาปะจายะดีวาจาราโตจะหรังติเยบาลินตัสมาหิเนรักขะตาปะมัตตายังกิงจิเวตังอิทวาหุรังวาสักเยสุวายังรัตนังปะนิตังนะโนสะมังอัตถิตะทากะเตนะอิดัมดิบุเทรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุขะยังวิรากังอะมะตังปะนิตังยะดาจะกาสักยะมุนีสะมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสะมาธิกิงจิอิดัมวิธัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุยังบุตะเสโต ปริวันนะยีสุจีนสัมมาดิมานันตริกัญญะมาหุสัมมาดินาเตนะสะโมนะวิจติอิดัมมิธัมเมรัตนังปะนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิโหตุเยปุกะละอัตถะสะตังปะสัตตาจักตะริเอตานิยุวานิโหนติเตนะกิเนยยะ
Sugata sasavaka ete sudina namaha phalani idam bisankhe ratanang panitang ete nasakche nasuvati ho tu yesu payuta manasa danhe nanika minogo tumasa sanam hite patipatta amatang vigeya lada mudani putin pung chamana idam bisankhe ratanang panitang ê tê na sắc chê na su va thi hô tu gia thiên đa kỳ lô phá tha vin si tô si gia cha thu phi va tê phi a sam đa cam phi vô ta thu pa măng sập bù ri sang va đa mi vô a ri cha sắc cha ni a ve cha pa sa ti i đam bi sang khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê a ri cha sắc cha ni vi pha va giang ti gam phi ra pa anh nhê na su đê chi ta đi kinh cha bị tế hôn thì phu sắp bà mát ta nà tế phá văn à thì má ma đi giang thì y đam bị sẵn kê ra ta năng bà nị tăng ê tế nà sắc chê nà su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam bà đa và ta gia thu thẩm ma cha hi ta phá văn thì chắc ca sa điếc thì biết chi kê ích chi tăng cha sĩ la bá tăng va bị gia đạt thì kinh chê trà tu hà bê hi cha viết bà mùa tô cha cha phi tha na ni áp phá bồ ca tum y đam bi sẵn khê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sẵn chê na su va thi hô tu kiện cha bi sổ cầm măng ca rô ti pa pa căn ca dê na va cha dù ta chê ta xả va áp phá bồ sô ta sa pa ti cha đa và áp phá bá ta đi ta pa đa sa vũ ta y đam bi sẵn khê ra ta năng phá ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na ba gum bê giá tha phu si tạc gê khiêm ga na ma sê pa ta ma smin gin hê ta thù ba măng thâm ma va răng a đê sa di niệp ba na ga min pa ra măng hi ta ya y đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra nhu va ra đô va ra ha rô Anuttaro thamma varang adesayi idam bibhua thê ratanang panitang e te na sắc chê na su va thô tu khi năng puranang na vang na thi sam pha văn vira ta chiến ta và trí kê pha vasmin tê khi na bi cha avirun hi chẳng đa niếp băng thiền đi ra giá tha văng pa di bô idam bi sẵn khê ratanang panitang e te na sắc chê na su va thi a ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni đa phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đa hăm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi hô tu Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con niệm tâm vừa đọc xong cái bài kinh Rana Sutta và con xin trong ma lại cho của tư nữ tự nhiên và con chân thành tri ân chư vị đã lắng ta nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin mời cô tư nữ tự nhiên. Sa thú lành thay và kính tri ân đại đức. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Thông, Đại Đức Tuệ Tri cùng chư tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả. Và con xin đọc bài kinh Châu Báu. Dạ. Xin Nhật Quỳnh bóp bài dùm. Thì đọc từ đầu. Alo, alo, Nhật Quỳnh có nghe rõ không ạ? Alo. Hồi nãy giờ thì Đại Đức Viên Thông với Đại Đức đọc. Thì xin đọc. Dạ.
Dạ đúng rồi. Nhật Bình cứ bóp giống y y hệt như để Đại Đức Nguyên Thông và Đại Đức Tùy Ti đọc Bali. Dạ. Dạ, rồi thế rồi, cảm ơn Nhật Bình. Bani tha na to ba tha ya ta tha ya ta da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa u da sa ba ra ma sa ba ra mi yo ba in cha ma ha ba ri cha ge ti so cha di ya ba chi mam ba we yam pa wa kan tin cha tin na phi ni kha ma nang A tha na cha di yang bồ thi ban lan kê ma ra vi cha yang sa pa nhu tai nhà na kê thăng na qua lô cu ta ra tham mê ti sam mê bi mê bồ tha gu nê a qua chi tòa quê sa li ya ti su ba ca ran ta rê su ti ya ma ra tình ba ri tăng ca rom to a yak ma Ananda thero viya ka ruon nha chi tăng upap tha bê toa Cô ti sa ta sa hát se su chắc ka hoa lê su đê qua ta chắc sa năng Gần hẳn ti dành cha vệ sa li dăng bu rê rô gà man nô sa đô phê ka sâm phù Tàn ti vi thăng pha dăng khi ba man ta ra tha bê si pa rê tâm tâm pha na ma hê Ya ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phẩm ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta bê wa phụ ta su ma na pha hoàn tu a thu bi sắc tu nam tu pha si tăng ta ma khi phụ ta ni sa mê tha sam mê mê tăng ca rô tha ma ni si ya ba cha ya di wa cha ra tu cha ha ram I ye ba lin tas ma hip ne rat ka ta a pa ma ta. Yang kinh chi vi tăng i ta hoa hu rang hoa sang ghe tu hoa yang ra ta năng ma ni tăng na no sa măng a ga te na i đam bi pu thê ra ta năng ma ni tăng. E te na sa che na su hoa thi ho tu. Ca dặn quy ra gần mắt tăng ban nhị tăng gia tác cha gà sát gia môn nhị sau mà hi tổ na tề na tham mê na sau ma thi kinh chi y đầm bi tham mê ra ta năng ban nhị tăng e tề na sa chê na su wa thi hô tu yam bùa tha bồ bát huy hoàn na di su chinh sau ma thi ma nan ta đế cảnh nhâm ma hu sau ma thi na tề na sau mô Na quê chất thì y đàm bi thăm mê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa thi hô tu. Dâm bùa tha sen thô ba ri hoàn na di su chinh sa ma thi ma nan ta đi cảnh nha ma hu sa ma thi na tê na sa mô na quê chất thì y đàm bi thăm mê ra ta năng ba ni tê na sa chê na su hoa thi hô tu dê bốn ga la. A tha sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni yu ga ni hon ti te đắc khi này su ga ta sa sa wa ca e te su đình na ni ma ha pa la ni e đam bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na tu wa thi hô tu ye su a yu tam na sa da na he na ni ca mi no go tam sa Sa ha sa nam hi te ba ti pa ta amatang vi gay ha la tha mu tha ni pu tinh buồn cha ma na e đam vi sang khe ca ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya thình đắc khi lô ba tha quỳ si tô si ya chất tô phi hoa tê phi át sam bắc cầm vi vô tất thù ba măng sắc bu đi sang quát đà vi vô ariya sát cha ni a quét chấp ba sự ti ý âm khê ra ta năng ba ni tăng nghệ tề na sa che na su wa ti hô tu ye ariya sa cha ni vi pha wa yan ti gam phi na ba nhẹ na su đề si ta ni kinh cha biết tề hồn ti bồ sa pa ma ta na tề
pha hoàng a tham ma di dân ti ít đam vi sáng thế ra ta năng ban ni tăng ê tê na sa chê na su hoa ti hô tu sa hà hoa sa đa sa na sam bát ta gia su tham ma chi ta pha hoàng ti sa ca gia đê ti vi chi tê chi tăng chất si la pha tăng hoa bi gia đa ti tình chi chất tu hấp ba về hi cho quyết bấm mút tổ chất cha thi ta na ni áp pháp bồ ca tùng ít đam vi sáng thề ra ta năng ba ni tăng hệ tề na sa chê na su hoa thi hô tu kinh cha bi sô cầm măng ca rô ti ba ba căng ca hoa cha du đất chê ta sa hoa áp pháp bồ sô ta sa bát tích chất đa ya áp pháp bát ta ti ta bát đa sa vô ta I đam bi sáng khê ra ta năng ba ni tăng hệ tề na sa chê na su hoa thi hô tu quan na ba gồm bề ya tha phu si tát ghê ghim hà na ma se ba tham mắc nhìm ghim hệ ta thù ba măng thầm ma quát răng a đề sa di ni ba na ga minh ba ra măng ni ta ya phu thề ra ta năng ba ni tăng hệ tề na sa chê na su hoa thi hô tu quá rô quá rành nhu quá ra đô quá ra hát rô ăn nút ta rô thầm mà quá răng ắt đề sa di y đàm bi phu thề ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa thi hô tu khi năng bu ra năng na quăng na thi sâm bu quăng huy ra ta chít ta và thi kê phá quá minh tê thi cha a vi trôn thi chan đa ni ban đi thi ra ya tha yam ba di bo i dam bi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su wa ti hu tu ya ni ta pu ta ni sa ma ya ta ni pa ma ni wa ya ni wa an an ta li khe ta tha ga tang de wa ma nu sa pu chi tang bu tang na ma sa ma su wa ti hu tu ya ni ta pu ta ni sa ma ni pom ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa manu sa bu chi tang tham mang nam ma sa ma su wa ti hu tu ya ni ta pu ta ni sa ma ga ta ni pom ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tang de wa manu sa bu chi tang sang khang nam ma sa ma su wa ti hu tu. Dạ, con đã đọc bài kinh Châu Bắc. Dạ, con bây giờ thì kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại với đọc hàng. Dạ, kính thưa đại đức Thiện Tri Sư Vô Thông và cô Tử Nguyên. Ở cái bạch chư công đức và chúng Phật tử ba đoạn chót ở trong bài kinh Châu Báu nói lên sự hợp nhất. Khi mà chúng ta nói về sự hợp nhất là chúng ta nói về tổng lực, sự phát huy hoàn toàn. Đây là một ở trong cái yếu tính khi mà chúng ta tụng kinh. Người Ấn Độ họ hay dùng chữ ôm, mà trong tiếng chữ Hán Việt chữ Ấm là chữ án, chữ ôm có nghĩa là hợp nhất. Ở trong kinh điển Phật giáo có chữ Nam Mô và chúng ta thường âm là Nam Mô. Chữ Nam là Ná là nước, Mô là đất. Đất và nước gặp nhau tức là năng lễ và sở lễ gặp nhau giống như là đất và nước, thì ở đó những cái hạt giống là tuệ giác sanh khởi. Chúng ta có chữ Nam Mô. Nam Mô tức là sự hợp nhất của năng lễ sở lễ. Năng lễ sở lễ đây tức là cái tâm thành đảnh lễ cũng như là cái đối tượng đảnh lễ. Ở trong bài kinh Ratanasutta này ở đoạn chót á, thì có nói đến một cái sự hợp nhất của tâm tư của chúng ta và tâm tư của chư thiên. Và Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo dù trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Đoạn chót này có đề cập đến một cái tâm thành hợp nhất của chư thiên và nhân loại.
khi nào mà chúng ta làm việc ở trong một tổ chức hay trong một đại hội mà chúng ta thấy mọi người đồng lòng với nhau cùng với chung mục đích thì lúc đó chúng ta mới thấy được sức mạnh, và sức mạnh rất là lớn. Vì nếu trong này giữa chư thiên và nhân loại có một cái sự hợp thông, có một cái sự kết hợp năng lực của thành tâm thì chắc chắn là có những cái điều rất là mâu nhiệm. Đặc biệt ở đây thì có nói đến Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là bậc Như Lai, Pháp bảo là đạo Như Chân, và Tăng bảo là bậc Như Đức. Chỉ như Như Lai, Như Chân, Như Đức ở đây là chúng ta dịch từ cái chữ Tathagata. Tathagata ở đây tức là đã đến như vậy. Một cái nghĩa khác có nghĩa là ở trong quá khứ như thế nào thì hiện tại như vậy, ở trong hiện tại như thế nào thì ở tương lai như vậy. Chư Phật ở trong quá khứ các bậc chánh đẳng chánh giác là bậc đã tự mình giác ngộ và đem cái giáo pháp chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc để giảng dạy cho muôn loài chúng sinh. Và chư vị Thanh Văn Thắng Đăng là những vị thừa hành theo giáo pháp, chứng có sở đắc sở chứng và đi theo con đường của Đức Thế Tôn giảng dạy. Phật Pháp Tăng ở trong quá khứ như thế nào thì ở trong tương lai cũng như vậy. Ở trong tương quá khứ và tương lai như thế nào thì hiện tại cũng như vậy. Và do vậy khi mà chư thiên và nhân loại cùng đồng tâm để đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, đồng tâm để đảnh lễ giáo pháp đạo Như Chân và đảnh lễ tăng chúng là bậc Như Đức, thì chúng ta nói về một cái sự hợp nhất của chư thiên, của nhân loại, của năng lễ sở lễ và của tam thế Phật bảo, tam thế Pháp bảo và tam thế Tăng bảo. Thật ra bài kinh này thì đoạn kết tương đối là rất là đặc biệt. Đó là vài điều chúng muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta dành thời giờ trở lại với một số thông tin về đại dịch Corona. Thứ gì hiện nay trên thế giới đó có một cái hiện tượng đi kèm với đại dịch Corona. Khi mà đại dịch lây nhiễm lan tràn đó thì tạo ra rất là nhiều những cái hệ lụy khác. Thí dụ cảnh sát họ nói rằng ở trong thời gian qua đó thì cái số người uống rượu tăng rất nhiều và tội phạm xã hội cũng tăng lên rất là nhiều. Ở tại Mỹ thì người ta mua súng rất là nhiều thứ gì, nhưng mà tội phạm xã hội thì một thứ mà nó xảy ra nhiều nhất đó là nạn ăn cắp xe. Có những thành phố nạn ăn cắp xe lên tới 57%, có những thành phố lên tới 30%. Lý do là nhiều người không có đi làm, họ đậu xe một chỗ, và nhất là họ đậu xe những nơi nào đó họ nghĩ là bình thường, rất là an toàn. Nhưng mà nhiều ngày họ không đến thì những người ăn trộm xe đó họ để ý, và họ từ cách họ đập cửa sổ, họ câu bình và họ chạy. Đa số những người ăn trộm xe đó thì họ rất chịu khó quan sát. Họ quan sát thử xem chiếc xe để đó một yên một chỗ thì nhiều ngày có ai đụng đó hay không. Và khi họ lấy xe đi, đôi khi họ chỉ cần bán một vài thứ như là cái cản của xe, hay là ghế xe, hay là một vài cái vật để họ lấy một ít tiền và mình mất xe của mình. Thật ra cũng nên là một chuyện lưu tâm ở trong mùa đại dịch. Đôi khi ở Mỹ này có nhiều người ở một nhà có nhiều xe quá, đậu ở ngoài hay nơi nào đó mà họ nghĩ rằng an toàn nhưng mà thực sự không an toàn. Điều đó đang gia tăng. Thứ vì cũng có những cái hệ lụy khác là trong thời gian gần đây thì những cái dụng cụ bảo hộ về y tế như là khẩu trang hay là những cái tấm che mặt bằng plastic trong, thậm chí những cái máy trợ hô hấp, tức là máy trợ thở,
đã bắt đầu được bán trở lại ở trên thị trường. Cách đây vài tuần lễ thì có nhiều khi rất là khó tìm những cái nước rửa tay hand sanitizer. Bây giờ một số người họ bắt kịp và họ mua về họ pha chế. Thì ở trên nguyên tắc đó, là người ta có thể tự pha chế. Và bây giờ cái, khi họ pha chế, họ bán lên trên eBay, bán trên Amazon, có chứ không phải là không có. Nhưng mà chính phủ đã cảnh báo là có rất nhiều trường hợp mà những cái nước rửa tay đó nó lại không có đặt riêng chúng. Họ đem về họ thử thì cái độ cồn nó không có được lên khỏi 70 độ. Nó không đủ sức để sát trùng. Mình mua về cái nhiều khi mình nghĩ rằng nó đã bán thì phải tốt. Chúng tôi biết nhiều người ở Mỹ có thói quen rằng cái gì ở Mỹ bán là phải đúng tiêu chuẩn. Nhưng mà thưa quý vị, có rất nhiều mặt hàng bán trên eBay, bán trên Amazon, trừ khi người ta complain nhiều lắm. Còn những nơi họ mới ra đôi khi không có thời giờ để kiểm chứng. Và nhiều lúc chúng ta rất là dễ dãi trong việc mua cái này về. Nên cũng phải cẩn thận. Ở trong cái thời đại mà có rất nhiều những cái vàng thao lẫn lộn, kể cả khẩu trang, kể cả những cái mỡ, nhiều lúc mình thấy họ quảng cáo là tốt. Chúng tôi lấy một ví dụ như vậy là một người họ quảng cáo một mặt hàng trên Amazon, ở trên eBay, họ sẵn sàng cho 10 người, 20 người lên đó mua, và người nào cũng cho là 5 ngôi sao đều tốt hết. Thì khi chúng ta vào, cái thói quen của chúng ta là thấy cái nào mà có nhiều ngôi sao, nhiều tốt thì mình cứ mua thôi. Nhưng mà kỳ thật là chúng ta mua nó không có đủ tiêu chuẩn. Và ở trên đó giống như chợ trời, mình đi vào chợ trời là chuyện hên xui thôi chứ không mua được. Theo ước lượng của rất nhiều chuyên gia đó, thì chúng ta sẽ phải sống với tình trạng của bệnh dịch kéo dài nhiều tháng, chứ không phải là đơn giản 2-3 tháng là chấm dứt. Do vì thưa quý vị, chúng ta cần chuẩn bị một cách nghiêm túc những gì cần có, nhất là thuốc sát trùng, xà bông rửa tay, khẩu trang. Bây giờ cứ tạm xem rằng từ từ những thứ đó đã bắt đầu được bán trên thị trường. Nếu chúng ta cẩn thận thì mua cũng thể có được. Nhưng mà không nên nghĩ rằng ở trong thời kỳ này chỉ đơn giản có cái tai họa là bệnh dịch thôi. Đức Phật cài dạy rằng nó sẽ kéo theo rất nhiều thứ. Mới đây chúng tôi mới nghe một ngôi chùa ở trên Dallas bị ăn cướp vào. Cái số người mà thất nghiệp, số người mà ở tù được phóng thích sớm mặc dù có tiền án, số người mà không tìm ra cái gì để không việc làm có đông đảo, và tự nhiên tạo nên một số cái tệ đoan xã hội. Không phải tất cả người đã đều xấu, nhưng mà có một số thì như vậy nên chi ở trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng nên đặc biệt cẩn thận. Cẩn thận để bảo vệ cho mình, bảo vệ những người xung quanh. Và nhất là có nhiều người họ gửi những cái thông tin qua email hoặc gọi điện thoại yêu cầu chúng ta cung cấp những cái tin tức. Mới đây thưa quý vị, chúng tôi có một quen một gia đình Phật tử. Họ nhận được một cái email để là của CBS gửi đến, cho họ biết rằng họ sẽ nhận được một số những cái thuốc men như là cái bonus ở trong thời gian qua họ đi shop. Thì cũng may mắn là họ gọi hỏi chúng tôi, thì chúng tôi chỉ cho họ coi cái nơi gửi á, thì cái email rõ ràng không phải của CBS. Dạ, họ lấy cái tên gì đó họ gửi. Nhưng mà trong email đó thì họ yêu cầu mình cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân. Thì thưa quý vị, chuyện đó dễ xảy ra ở Mỹ. Thông thường á, là họ gửi 100-1000 email, họ chỉ cần vài ba người cả tin là họ có thể lấy tiền những người đó, hoặc chỉ họ lấy những cái thông tin cá nhân. Nên chi chúng ta đặc biệt cẩn thận. Dạ, đặc biệt phải rất là cẩn thận. Chúng tôi mong rằng
Trong thời bình này, ngoài sự tu tập bản thân của mình, ngoài sự quan tâm của những người thân chung quanh mình, tất cả chúng ta đều có một cái ý thức rõ về cái gì là cái nên nhận thức một cách trung thực qua những cái thông tin, qua những cái truyền thông, qua những cái liên lạc trong và ngoài. Đức Phật dạy rằng ở đâu có vàng thiệt thì ở đó có vàng giả. Và với cái sự sợ hãi hoang mang của nhiều người bây giờ đó, thì người ta lợi dụng cho những cái trục lợi phi pháp rất là nhiều. Ước mong rằng chúng ta sẽ vượt qua bệnh dịch với tất cả sự bình an. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chân chư vị chư tăng đã vào Room để chia sẻ với đại chúng Phật tử. Thân chào tạm biệt quý ngài và quý Phật tử. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Yani taputani samagatani pummani vayani va antaleke sabbe vaputa sumana pavantu ato visakacchan sunantu pasitan tatmahi putani sameta sambe mettan karutamanu japacaya divacarato charanti ye palintat mahine rakata pamata yang kin jivitang vita wa urang wa sangge suwa yang ratapani tang nano tatita ha nai dang vibhute ratanang mani tang khayetena sajena suwa tiho tukayang viragang amatang mani tang yadachaga sang yamune samahito nate samme na samati kinchi dam vi thamme ratanam vanitam ete na sakhe na suvati hotu yam buata setho bariwan na jisu chin samati manam tarika nyama hu samati na te na samo na vechati dam vi thamme ratanam vanitam tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ye bung ga la a ta sa tăng ba sa tha cha ta ri ê ta ni yu ga ni hon ti tê đa thi nay ya su ga ta sa sa va ca ê tê su đinh na ni ha pha la ni đăng bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su va ti ho tu ye sum ba yut ta manasa dan he na nikka mino go tamasa sanang hite pati bhakta amatang vi hay ya la ta mu ta ni pu tinh puan cha ma na i dam vi sang ke ra ta nang ba ni tang he te na sa je na su va ti ho tu ya tin da khi lo ba ta vinh si to si ya cha to phi wa te phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang ta mi yo a ri sa ka ni a we cha ba sa ti đăng bi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sa khe na su va ti ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha wa
yan ti gam pi ra ban ye na su de si ta ni kinh cha bi te hon ti phu sa ba ma ta na te pa văn a tham ma di yan ti đang bị sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa ye na su wa ti ho ta ha wa sa da sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pa văn ti sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pa tăng qua bi ya da ti kinh chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi pa na ni a pa bo ca tung ni đam bi sang ke ra ta năng pa ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti na ya a pa ba ta di sa ba ta sa wa ta i đăng bi sang ke ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tang ge gim ha na ma se pa tam ma ming gim he ta thu ba mang tham ma wa rang a de sa di ni pa na ga ming ba ra mang hi ta ya i đam ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro đi sa di đăng bi bồ thề ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chế na su wa ti ho tu khi năng bù ra năng na văn na ti sam pa văn vi ra ta chiết ta ya ti kê pa quát min tê khi na bi cha vi run ha canda ni pan tê thi ra ya tha yam ba di bồ y đăng bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hi ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su ma ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang a ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni